Tiếp nối diễn biến cuối tập trước, Thạch Hạo đã đi tới hàng giới. Nơi này có tai họa ngầm truyền nhắm vào những người có khí tức tiên đạo. Thạch Hạo cũng sở hữu thanh kiếm có khí tức tiên đạo nên lập tức bị nhắm đến. Rất may đã không có thiệt hại nào về người xảy ra. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, trận pháp khởi động tạo ra một cái màn hình chiếu khổng lồ phát lại những gì đã xảy ra năm xưa. Năm đó, ở nơi này có các cư dân sinh sống. Bọn họ dù mạnh mẽ đến đâu đều không thoát khỏi số mệnh là không thể rời khỏi vùng đất này. Sự xâm lấn của pháp lực tiên cổ khiến toàn bộ người dân đều bị đóng băng. Sự xâm lấn giống như một sợi dây xích vô hình. Một khi cư dân tiên cổ đi ra xa sẽ phải bỏ mạng. Dù không đi xa thì trải qua thời gian dài cũng sẽ dần bị pháp lực ăn mòn. Nơi này có cấp giáo chủ. Họ bị hạn chế trong không gian nhỏ bé này đúng là rất đáng tiếc. Với thực lực đó, không ai muốn chịu sự giam cầm. Dù biết rõ kết cục thì vẫn muốn nghịch thiên tiến lên, liều mạng vùng vẫy. Sau khi đã tìm hiểu được rõ ràng nguyên nhân, Thạch Hạo cũng yên tâm bế quan. Thái Âm Ngọc Thỏ và Đà Thần Thạch tranh thủ đi xung quanh tìm kiếm bảo vật, nhất là Đà Thần Thạch. Nghĩ tới bảo vật thì lại khoái chí vô cùng. Trong lúc đó, Thanh Y đã tới gặp Nguyệt Thiền để kết thúc duyên nợ. Hai cô gái xinh đẹp cầm kiếm lao vào nhau tấn công. Mỗi người đều có lợi thế riêng, sau vài chiêu so tài vẫn chưa biết bên nào mạnh hơn. Nguyệt Thiền dùng lời lẽ khuyên nhủ, hai người chính là một thể, sao phải cố chấp như vậy? Nhưng Thanh Y lại mong muốn sự tự do. Hơn nữa, chủ ý của Nguyệt Thiền là muốn chiếm quyền kiểm soát, xóa bỏ sự tồn tại của mình. Chỉ muốn hút lấy tu vi của Thanh Y, như vậy mà gọi là dung hợp hay sao? Nguyệt Thiền nhanh trí đưa ra lời hứa hẹn rằng, một khi dung hợp sẽ giữ lại toàn bộ, không ai bị tiêu diệt. Lúc đó, chân thân duy nhất mới chính là chúng ta thực sự. Nghe giống như là hai nhân cách ở trong cơ thể vậy. Thanh Y thừa biết rằng, nếu không phải vì mình dung hợp được Thanh Nguyệt Diễm, thì đối phương sẽ không đưa ra điều kiện này. Nguyệt Thiền thẳng thắn nói rằng, Thanh Nguyệt Diễm vốn dĩ cũng là của ta. Lời này đã bộc lộ ý định muốn làm chủ rồi. Thế là Thanh Y chẳng cần nể nang gì nữa, nàng ta lại thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Nguyệt Thiền khống chế lại. Sau đó bắt đầu quá trình hợp nhất hai cơ thể lại với nhau. Sau khi dung hợp, công pháp của Nguyệt Thiền đã đại thành. Từ đó sinh ra tiên khí khiến thực lực tăng vọt. Thanh Y kiên quyết chống trả lại. Dù đã rất cố gắng nhưng chân thân vẫn không giữ lại được Thanh Y và để cho nàng tách ra ngoài. Điều này làm cho Nguyệt Thiền thắc mắc. Tu luyện tiên khí vốn gian nan, sau khi dung hợp đã hiện ra tiên khí, vậy tại sao nàng vẫn từ chối? Thanh Y kiên quyết không cho đối phương xóa đi ký ức của mình. Nhưng đối với Nguyệt Thiền thì những ký ức đó lại bị coi là vết mờ không cần thiết. Nhất là những chuyện có liên quan tới Thạch Hạo, mỗi người đều có một tư tưởng riêng. Dùng lời nói không giải quyết được vấn đề nên hai người lại chọn cách dùng sức mạnh. Cả hai nhanh chóng lao vào nhau quyết đấu. Thạch Hạo tiến vào một hang động bế quan tu luyện đạo tiên khí thứ hai. Thái Âm Ngọc Thỏ và Đà Thần Thạch ở bên ngoài vô cùng nản chí. Lúc đầu còn hí hửng vì nghĩ rằng sẽ tìm thấy bảo vật. Nhưng đi vài vòng rồi vẫn không nhìn thấy nổi bóng sáng của một gốc thánh dược. Công sức lao động mấy ngày hôm nay phải uổng công rồi. Đột nhiên ngọn núi bạo phát nhiều vụ nổ liên hoàn. Vô số ngọn lửa bay ra ngoài. Động tĩnh này hiển nhiên là do Thạch Hạo bế quan. Đúng lúc đó, Thanh Nghi lại đột nhiên xuất hiện. Theo lời nàng ta thì cuộc chiến với Nguyệt Thiền vẫn chưa kết thúc. Hai bên đều bị thương. Thái Âm Ngọc Thỏ tốt bụng nghe xong liền đưa cho một gốc thánh dược để hồi phục. Hành động của Thanh Y khá bất thường, không có vẻ điềm tĩnh như mọi hôm. Thậm chí còn chủ động dẫn dụ Thái Âm Ngọc Thỏ và Đà Thần Thạch đi ra chỗ khác tìm kiếm thánh dược. Còn nàng sẽ ở đây điều dưỡng tiện thể hộ pháp cho Thạch Hạo. Trải qua vài ngày nhóm lửa tự thiêu thân thì Thạch Hạo đã trọng thương nặng. Nếu không nhờ có tiên khí hộ thể thì sớm đã vẫn lạc. Biết thương thế của cậu cần vài ngày để khôi phục, Thanh Y thừa cơ hội tiếp cận rồi đánh lén. Thạch Hạo nhanh trí chạy ra xa nhưng lại không thoát, sau đó còn bị phong ấn cơ thể và nguyên thần. Đến đây thì Thạch Hạo chẳng khác nào là phàm nhân nữa rồi. Hóa ra người trước mặt lại chính là Nguyệt Thiền. Tung tích của Thanh Y vẫn không rõ. Từ sau khi nhìn thấy cậu chàm diệt đế sùng, nàng ta biết mình đã không còn là đối thủ của Thạch Hạo nữa, cho nên phải dùng đến mưu kế. Sau khi Thái Âm Ngọc Thỏ và Đà Thần Thạch quay lại không nhìn thấy Thạch Hạo ở đâu nữa, hai người họ lập tức nhận ra vấn đề. Vừa vặn lúc này Thanh Y lại xuất hiện, ngỡ rằng người trước mặt vẫn là Nguyệt Thiền cải trang nên thỏ nhỏ lập tức lao lên tấn công. Vì đã đồng hành cùng nhau một thời gian, Thanh Y hiểu rõ tính cách và năng lực của từng người.
Sau khi nói ra ngoài thì hiểu lầm cũng được hóa giải. Lúc này Nguyệt Thiền đã mang theo con tin đến nơi khác. Có vẻ như mục đích của nàng ta là dùng Thạch Hạo để uy hiếp Thanh Y. Dù Thạch Hạo không có sức mạnh thì miệng lưỡi vẫn rất trơn tru. Chỉ với vài câu đã khiến Nguyệt Thiền mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần. Trước khi xuống tay, Nguyệt Thiền không quên giải thích kế hoạch của mình, tránh cho cậu chết mà không được rõ ràng. Thạch Hạo vẫn mặt dày trêu đùa, nàng ta có làm gì thì cũng nhẹ nhàng một chút. Dù sao chúng ta cũng đã bái thiên địa vào động phòng rồi, một ngày vợ chồng như trăm ngày ân tình. Nguyệt Thiền suýt chút nữa nóng giận, nhưng lại kiềm chế được. Cô gái này có tâm cơ quá sâu, nhanh chóng nhìn ra được mục đích của cậu là chọc giận để cho nàng chút giận, sau đó sẽ thừa cơ hội thoát khỏi giam cầm nguyên thần. Nguyệt Thiền sử dụng ra một món pháp bảo tên là tỏa hồn tháp. Thứ này được dùng để phong ấn nguyên thần. Dù cậu có thần thông mạnh đến đâu thì vẫn không thoát được. Toàn tính quá kỹ lưỡng, vừa sử dụng pháp lực để giam cầm, lại sử dụng thêm pháp bảo nữa cho chắc chắn. Thạch Hạo không chịu cúi đầu, dù có đau đớn thì vẫn không kêu gào một câu. Nguyệt Thiền chưa vội đưa tiễn nam chính lên đường là vì sợ côn bằng pháp và lôi đế bí thuật bị thất truyền. Trước tiên giữ lại tính mạng, rồi tìm cách lấy thông tin sau. Điều mà nàng ta không biết đó là Thạch Hạo đã có thể ngưng tụ pháp lực. Đúng lúc Nguyệt Thiền ra chiều định làm thêm một lớp khống chế nữa cho chắc chắn, thì cậu ta đã vùng dậy, bạo phát sức mạnh phá hủy khống chế xung quanh, rồi lao vào quyết chiến với tiên tử. Thanh Y và Nguyệt Thiền có cảm ứng lẫn nhau nên cũng đoán được ý định của nhau. Dường như Thanh Y biết nơi giam cầm của Thạch Hạo nên muốn một mình tới đó. Đà Thần Thạch và Thái Âm Ngọc Thỏ được yêu cầu ở lại. Trận chiến sắp tới rất khủng khiếp, hai người họ có mặt cũng không giúp được gì. Biết đâu Nguyệt Thiền lại bắt cóc hai người để uy hiếp nàng, cho nên cách tốt nhất vẫn là ở lại. Nhưng Đà Thần Thạch vẫn cảm thấy không ổn, không thể đứng yên tại chỗ chờ đợi được. Thế là hai người âm thầm đi phía sau, cố giữ khoảng cách và sẵn sàng ứng cứu. Lúc này Thạch Hạo và Nguyệt Thiền đang chiến đấu kịch liệt. Dù bị áp chế và trên người còn có vết thương rất nặng, nhưng nam chính vẫn không hề thua kém. Đánh tay đôi không rơi xuống thế yếu. Có lẽ sau khi Nguyệt Thiền sử dụng đến các loại bảo thuật thì Thạch Hạo sẽ gặp khó khăn. Vậy nhưng đối phương còn chưa kịp sử dụng ra thì Thanh Y đã đi tới. Thạch Hạo có thời gian tranh thủ trị thương. Lần trước bị ăn thua thiệt, lần này đã bị bắt bài nên Thanh Y không cho đối phương có cơ hội khống chế mình nữa. Tuy nhiên, vị tiên tử của Bổ Thiên Sáo lại có quá nhiều suy tính. Dường như nguyên thần Thạch Hạo đã bị khống chế, rất có thể Thanh Y sẽ gặp bất lợi. Đúng lúc căng thẳng thì tập phim lại hết rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ có ở tập sau. Các bạn nhớ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.